phong sát thành bưởi, tướng nam và bí thư nên biến chính quyền thành tà quyền. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã lên tiếng về hành động tấn công vào doanh nghiệp vận tải hành khách thành bưởi. Trước đó, xe thành bưởi đã gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, thay vì xử lý sai phạm, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lại cho tấn công vào doanh nghiệp. Việc xe khách gây tai nạn là chuyện về an toàn giao thông mà mỗi ngày trên cả nước có đến hàng trăm vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ khác nhau. Nếu cứ có hãng xe khách nào đó gây tai nạn thì lại tấn công vào doanh nghiệp như vậy, chắc chắn các công ty lữ hành ở Việt Nam đều đã tuyệt chủng hết rồi. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ra tay triệt hạ công ty Thành Bưởi. Đã nhiều năm tai nạn giao thông trở thành vấn đề quốc gia. Vấn nạn này có một nguyên nhân rất lớn đến từ phía chính quyền trong việc thả lỏng cho các trung tâm đăng kiểm tự tùng tự tác các trường dạy lái xe mua bán bằng, cảnh sát giao thông thì ăn bẩn, chấn lột của dân. Các trung tâm đăng kiểm thì mặc sức vòi tiền chủ xe để bỏ qua những lỗi nguy hiểm, bất chấp đó là những chiếc xe quá cũ hoặc xe cơi nới, có thể gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nhưng cũng chính họ lại hạch sách chủ nhân của xe mới, đảm bảo an toàn nhưng không chịu hối lộ cho cán bộ đăng kiểm. Ngành đăng kiểm đang bị thanh tra trên diện rộng và nhiều cuộc bắt bớ đã diễn ra. Nhưng điều này chỉ để chữa trị triệu chứng, không chữa trị được tận gốc của vấn đề. Tai nạn giao thông còn đến từ sự quản lý của các trung tâm sát hạch lái xe và băng cấp khắp nơi. Tại các trung tâm này, việc bung tiền ra để chạy một tấm bằng lái ô tô là điều không khó. Kể cả bằng lái xe hạng nặng, nhiều người chỉ đi học chiếu lệ rồi bung tiền mua điểm có người thì cử người khác thi hộ, nhưng trung tâm sát hạch ăn tiền lại làm ngơ. Thậm chí có người bỏ tiền ra mua bằng lái mà chẳng cần đi học ngày nào. Hơn nữa, cảnh sát giao thông Việt Nam hầu hết đều không làm việc vì trách nhiệm, mà chỉ làm việc để kiếm cơm. Họ lập chốt khắp nơi để làm tiền người điều khiển phương tiện. Dù có phạm nỗi lặng, nhưng chỉ cần lót tay là lại tiếp tục được đi mà không bị xử phạt. Trong khi người lái xe an toàn, đúng luật, giấy tờ đầy đủ vẫn bị cảnh sát giao thông kiếm chuyện để mà moi bằng được tiền đút túi. Thông cáo báo chí của Thành Bưởi cho biết có doanh nghiệp gây ra tai nạn làm 6 người chết và 37 người bị thương nhưng vẫn được chính quyền làm ngơ. Tại sao thông cáo các nước khác trật tự và giao thông Việt Nam thì lại hỗn loạn đến như vậy? Đừng đổ lỗi cho ý thức của người dân mà phải nêu ra đúng nguyên nhân của nó đó là giao quản lý nhà nước thì tệ hại thì mới nuôi dưỡng cái ý thức kém cỏi của người dân phát triển. Đi đúng luật, xe đầy đủ giấy tờ vẫn bị hạch sách, trong khi xe chất lượng kém, chạy ẩu mà vẫn được cho qua, thì đó chẳng phải là dung dưỡng cho thói xấu phát triển hay sao? Trở lại câu chuyện thành bưởi, lý do mà công an thành phố Hồ Chí Minh tấn công triệt hạ công ty này là hết sức vơ vẩn. Đó là không đưa rước khách tại bến xe mà rước khách tại điểm tập kết riêng của doanh nghiệp, có ghế và phục vụ cà phê trong thời gian chờ đợi. Với người dân, cách tổ chức trung chuyển và tập kết hành khách về địa điểm riêng của công ty Thành Bưởi là rất khoa học cũng như tạo ra sự thoải mái cho khách. Vậy mà họ lại bị tấn công bởi một thứ văn bản dưới luật hết sức vỡ vẩn nào đấy. Ở Việt Nam, việc ra văn bản để ngăn cản một đối tượng này và tiếp tay cho đối tượng khác là chuyện không hề hiếm gặp. Nó là một loại tham nhũng chính sách, thậm chí là tham nhũng quyền lực. Ví dụ, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẽ ra suất đặc biệt cho mình để tự hưởng, nhưng lại đưa ra giới hạn về tuổi để loại bỏ đối thủ. Thì đấy là cách vẽ ra luật để mà tham nhũng quyền lực. Ở tầng thấp hơn thì có tham nhũng chính sách, dùng chính sách để bảo vệ doanh nghiệp này, triệt hạ doanh nghiệp khác. Qua vụ bắt bớ Ngọc Trinh và khám xét Thành Bưởi, tướng Nam đang cho thấy chính quyền này là một thế lực tà quyền. Hiện nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Thiếu tướng Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Hồng Nam đang vin vào một văn bản dưới luật để triệt hạ một doanh nghiệp thì rõ ràng hai ông này đang biến chính quyền thành thế lực tà quyền. Họ muốn bắt ai thì bắt, muốn hạ ai thì hạ, chà đạp lên luật pháp và người dân đã không còn được công bằng trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .d ngày hôm nay với bản tin phòng sát thành bưởi tướng nam và bí thư nền biến chính quyền thành tà quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề Vingroup vất vả chạy vậy cho VinFast trụ Gọi voi được chuột, nguyên nhân do đầu Hồi tháng 8 vừa qua, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thông báo phát hành 5 lô trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng Giá bán sẽ là 100.000 đồng mỗi trái phiếu Tổng số tiền thu được sẽ được Vingroup giao cho VinFast tại Hải Phòng để mà đốt tiếp. Đến nay, tập đoàn này đã phát hành xong đợt 1 với số tiền dự kiến thu được lên đến, đến 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thu được lại không như mong đợi. Chỉ có 36% trái phiếu được bán, còn lại là bị ế trọng ế chờ. Số vốn gọi được đợt đầu chỉ có 692 tỷ đồng, một kết quả quá thấp so với dự kiến hồi tháng 8, Vingroup đã phát hành lô trái phiếu tới 10.000 tỷ đồng cho VinFast đốt tiếp. Vingroup được báo chí trong nước bơm thổi hết lời. Báo chí phục vụ Vin không khác gì phục vụ Đảng Cộng sản. Nghĩa là khi có tin tốt thì tung hồ quá trớn, còn khi có tin xấu thì lại ém nhẹm im lìm. Đã nhiều năm qua, báo chí xây dựng hình ảnh Vingroup là một tập đoàn hùng mạnh, tài chính vững vàng, chủ tịch sáng suốt, tài tình. Với những lợi thế như thế, Lẽ ra Vingroup phải được các nhà đầu tư chào đón, nhưng đợt chào đón trái phiếu lần này không như mong đợi. Vì sao mà không bán được như vậy? Thực ra Việt Nam có một cuộc đấu tranh giữa báo chí nô bọc và báo chí tự do. Người dân trong nước bị Đảng Cộng sản xem là tài sản riêng. Họ muốn tuyên truyền điều gì là họ làm, miễn sao có lợi cho sự cai trị của họ, bất chấp sự thật chính quyền của đảng cộng sản rất căm thủ báo chí tự do ở bên ngoài vì cứ bóc trần những trò mị dân dối trá của họ chính vì thế họ cho công an lùng sục tìm bắt những người dám nói lên sự thật họ tìm mọi cách để chặn các tin tức mà họ không muốn người dân được biết tuy nhiên tin tức từ bên ngoài việt nam vẫn cứ bay vào trong nước cho nên chính sách mị dân của cộng sản không đạt kết quả như họ mong muốn Vingroup dựa vào bộ máy tuyên truyền của Cộng sản để xây dựng thương hiệu và họ đã làm cho không ít người tin vào họ. Tuy nhiên, từ thực tế mà rất nhiều khách hàng của Vin vấp phải, cộng với tác động của nguồn tin tự do cung cấp, nên các nhà đầu tư đã không còn tin tưởng vào Vin. Đó là lý do tại sao hiện nay Vingroup phát hành trái phiếu không thu được kết quả như mong đợi. Nhà đầu tư cũng đã thông minh hơn và thận trọng hơn, chứ không còn cả tin như trước đây nữa. Chỉ có 36% cổ phiếu được bán ra, số còn lại ế trọng, ế chờ. Vào ngày 26 tháng 10, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục công bố phát hành lô trái phiếu quốc tế với tổng giá trị lên đến, đến 250 triệu đô la. Mệnh giá mỗi trái phiếu lên đến, đến 200.000 đô la. Đây chỉ là con số nhỏ so với tốc độ đốt tiền của VinFast hơn nữa, việc huy động bằng vốn bằng trái phiếu quốc tế có như mong đợi hay không lại là một câu chuyện khác. Ở trong nước, Vin được bộ máy tuyên truyền hỗ trợ hết công suất. Ấy vậy mà việc đốt vốn chỉ đạt có 36% bán ra. Vậy thì ra quốc tế, nơi nhà đầu tư có đầy đủ thông tin và thông tin minh bạch hơn, đồng thời không còn sự hỗ trợ của bộ máy tuyên truyền khổng lồ của chế độ, thì liệu rằng mấy ai sẽ mua trái phiếu quốc tế của VinFast đây? Kết quả như thế nào thì còn phải chờ, tuy nhiên theo dự đoán thì không thể khả quan hơn so với việc huy động tại thị trường trái phiếu ở trong nước. Công bố phát hành trái phiếu quốc tế của VinFast được đưa ra. Thực ra, VinFast lên sản chứng khoán Nasdaq của Mỹ là để gọi vốn quốc tế. Nhiều công ty toàn cầu nhờ vào thị trường chứng khoán số 1 thế giới này mà phát triển và VinFast cũng có tham vọng được như thế. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ là cơ hội lớn cho những người có thách thức không nhỏ cho các công ty. Ở sân chơi này, nhà đầu tư hiểu biết hơn, thông tin minh bạch hơn. Vậy nên, nếu doanh nghiệp chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chơi lớn, thì sẽ bị chết chìm giữa biển khơi. Hiện nay có vẻ như thị trường chứng khoán Mỹ đang trên đà đào thải VinFast bởi những kết quả kinh doanh không mấy khả quan, càng ngày càng lỗ nhiều hơn. Ban đầu, ông Vượng định đánh giá công ty ở mức 50 tỷ đô la. Tuy nhiên đến nay, lượng cổ phiếu bán ra rất ít mà giá thì lại xuống rất thấp. Thì điều đó cho thấy thị trường vốn thế giới không dung nạp VinFast. Vậy thì liệu thị trường vốn quốc tế có dung nạp được lô cổ phiếu 250 triệu đô la của Vingroup hay không? Thì thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vingroup vất vả chạy vậy cho VinFast để trụ Gọi voi được chuột, nguyên nhân dò đầu Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung khoa Thời báo chấm